Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Trong phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình, em đừng quên like và share nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và trước khi bắt đầu video này thì chúc em một sáng vui vẻ, ăn cơm miệng và cũng như xem video bằng cách việc thẩm nhất, cảm ơn mọi người nha. Thì ok, ở video sáng nay thì mình sẽ rời qua con ạc Binsu, con ạc thì nhìn anh em nhìn khá là quen rồi. Con ạc này thì ở lần trước mình có làm ở event 11k sub, thì hôm giao ạc thì bạn chủ ạc có bảo là em có ạc chơi rồi. Thế nên là bạn chủ ạc cũng không lấy ạc mà chỉ xin mình một cái thẻ, sau đó thì để ạc và để anh làm event lần sau cho anh em chơi. Thì kênh cũng sắp đạt 12.000 người đăng ký rồi và rất nhiều anh em hay tò mò hỏi là anh ơi, ạc event 12 có sắp là ạc nào. Ok, để ạc 12.000 sub nha mọi người nha. Đó, còn nếu anh em nào mà cái kiểu thích soi nói hoặc là nói những tin thì có thể IP mình sẽ cho anh em xem tin nhắn cú của mình và bạn trúng ạc lần trước, nó có thể cho anh em xem. Đó. Ok, thì kênh cũng sắp đạt 12.000 người đăng ký rồi anh em. Đó, không còn bao nhiêu, đó anh em lái xe giống mình. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ok, trở lại video sáng nay thì chúng ta sẽ đi điểm qua event thời tiết và sau đó sẽ vui chơi sự kiện nha mọi người, bởi vì này quá trời sự kiện luôn. Đấy, quá trời sự kiện hot trong một ngày luôn anh em. Chưa bao giờ thấy nhiều sự kiện hot như ngày hôm nay. Hôm nay thời tiết có gì đây anh em, hôm nay trời đẹp, có gì nào, có tuyết nhiều và bão cát mọi người nha. 8:59 đến 10:59 và 19:00 đến 21:00 nha mọi người nha. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Ok, để xem nào, tiếp theo event hôm nay gì, lạp tiền dinh cỏ hot, có gì đây, mốc 1k2 nhận của con nào chúng mình cũng có anh em, còn lạp đi, con này bắt được rồi. X10 này cháu hay cha này, có anh em nào rút không? Bị đội hình nửa này, anh em nào rút thì liên hệ nhé. Facebook mình có để phần mô tả. Tiêu phí hôm nay thì nhận được vé cao cấp, mồi bánh, mồi ở bom, anh em mồi ở bom rồi quả Pokemon, thẻ gộp, thẻ đột phá linh tinh nha. Hết rồi. Bên game bữa nay nó bán một cái sự kiện mình thì thấy khá là lạ nha mọi người nha và thú vị nha. Ở shop quà này nó có bán bet anh em. Nó bán 2k dưới một con bet. Đấy. Cái này phù hợp với mấy anh em server mới cũng như mua con này về chơi được này. Còn mấy con này thì cũng chả gì hết. Thay vì rút 10 thì ta cũng có thể mua bet, nhưng mà bet nó cũng chẳng phải là gần cho lắm. Nhưng ý mình đang nói đến tính năng này là một cái tính năng vô cùng mới lạ và hay của bên game nha mọi người nha. Đó, anh em thấy sao cái tính năng này? Mình thấy khá là mới, hay là hay. Bàn quay thì hôm nay free 10 lần nha mọi người nha. Hôm nay free 10 lần bàn quay. Đèn bí đỏ cộng với đài xã ướt anh em, thì mình sẽ test thử. Em vẫn đổi lại thính rau của game nó rác này mọi người này. Game này lại rác thính này. Đó. Ngoài ra thì anh em quét thì có thể nhận được thêm một kiện để đổi nhá, vẫn còn đổi đây đây. Ok, tiếp theo. Tiêu phí ring cò hot, đấy. Stick quái vật lòng đất anh em. Rồi cuối cùng cũng ra luôn anh em. Ra cho đùa top, anh đùa top tiêu phí nha mọi người nha. Đó, thế là cháu bài đốt quái vật lòng đất đã có mảnh bá chủ nha. Không biết lần này ai sẽ là người đấy đây. Hiện giờ đang là bạn ở server 597. Bác nào mà lấy về có lòng tốt cho mượn làm video phát nhá. Cảm ơn nhiều. Nói chơi thôi, đấy là một điều mơ ước xa vời anh em. Hôm nay dương niềm vui, hôm nay lạp 2k nhỉ. Ad Inferland Lamape rồi. Chúng ad khỉ luôn nha anh em. Đó, hôm nay rút đây nạp và được nhận được ad khỉ luôn này anh em này. Đấy, quá tuyệt vời luôn nha. Đang trong chuỗi sự kiện hot lại còn nạp và nhận được ad khỉ nữa còn tuyệt vời hơn. Rồi đặt bão. Làm phát ra được quyển sách có nhà kỷ lục luôn, nằm mơ luôn. Đã crit thôi anh em. À cuối cùng là quần đảo thử thách anh em tranh thủ đi nhá. Ok thì như đã nói thì giờ mình sẽ chơi thử bàn quay với xem anh em. 10 phát bàn quay để xem liệu là sẽ rơi được bao nhiêu đồ cho mọi người nhé. Không liệu có rơi được nhiều đồ ngon không. Để xem nào. Phát đầu tiên. Năm quả 5 đèn bí đỏ nó là hơi bị. Vừa nói xong anh em. 5 đèn bí đỏ nó hơi bị cay. Tiếp tục lần số 2. Ui. Như kiểu đùa nhau anh em. 1k được 10 cái đèn mỹ đỏ để làm cái gì trời. Ngày xưa nó hồi nó mới ra cái này đã có từng có bạn quay được 100 đèn mỹ đỏ anh em. Ở đây rồi, 10 lần 10 cái mỹ đỏ rồi. Đấy. Nó cũng phải như vậy chứ. Vừa khen cái lại thụt lại rồi anh em. Chán quá nhỉ. Biết 4 phát mà được có 25 đèn mỹ đỏ thôi. Ui.
Nhân phẩm à? Do nhân phẩm à? Cái này là do nhân phẩm hay là do bên game anh em? Quá đen luôn á. Nói thật bên game Việt Nam mình nói thật chỉ cần pick lại mấy cái này này, mấy cái tỷ lệ này thôi là nó đỡ nhiều. Có thể không cho vào 100 thì cũng phải cho anh em 50 hoặc 20. Cái tỷ lệ ô 5 này nó ra có thể nói là mình phải nói là nó thấp vào thì may ra nó mới thu hút được người chơi mới hứng thú nhiều anh em. Cái mấy cái bàn quay này đấy, quay như này thôi chứ khác gì đốt kim cương chơi đâu anh em. Đó. Xem quay hết 10 phát này ổn được bao nhiêu cái đèn mí đỏ anh em. 5k kim cương, đó, 10 phát là 5k kim cương, chúng ta thu lại được bao nhiêu? 10, 20, 25, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 65 cái đèn mí đỏ anh em, hết 5k kim cương được 65 cái đèn mí đỏ, mình thấy nó quá là phí. Quá phải nói phí thì hơi quá anh em, nó quá là đắt luôn. Ok, quá là đắt đỏ luôn á. Nó thực sự quá là đắt đỏ thôi anh em. Cái giá mình thấy nó phải nói là quá là đắt đỏ luôn. Ôi, mở này bù lại này, nhận được nhiều 66 vé cao cấp luôn anh em. 66 vé cao cấp luôn. Rồi quá tùm lum các kiểu. Ôi, ngon nha. Quá trời ngon luôn á. Tuyệt vời. Ok. Giờ thì mình sẽ review qua con hàng này cho anh em xem. Đấy. Team BY, Raikora, PR nha mọi người nha. DNC này, hậu ô này, Nuala này. Đấy, thần gió rồi Nuza nha. Chợ đây ghi ghét các kiểu đây anh em, hai cháu hộ ô đây đó. Nói chung con nàng này thì bao ngon bao phê rồi, về anh em việc chơi việc quẩy thôi. Skill này trang phục này, phụ kiện đây anh em, chưa kể phụ kiện nữa. Con nàng này những người nhá, anh em có thể thấy phụ kiện rất là nhiều luôn. Phụ kiện này phụ kiện tối cao ấy nhá, chứ mình không nói ba phụ kiện bình thường này. Phụ kiện tối cao con nàng này cũng rất là nhiều đó, anh em có thể thấy có top 43 luôn nhá. Sẽ vào hơi cũ 80 thôi nhé, nhưng mà khá là ngon. Đây anh em thì xem qua. Đấy. Tài nguyên dư giả của nàng này rất là nhiều. Mắc cấp cao này à, dương danh vọng chiến à, mở mấy này mở đi, xem anh cái gì không anh em. Mở xem được cái gì không. Mở ra xem nào, xem được cái gì không. Tha hồ đá luôn kìa. Rồi đây skill đây mọi người. Đây skin đây. Đó, con hàng này skin hắn còn nhiều mà. Phía dưới thẻ gộp, thẻ đột phá này. Chu sáng này. Máy chi setting cách anh em. 105 viên đá truyền thường, 1 tẩy 1 bí nhá. À 4 bí nhá. Đấy. Nói chung vẫn ok nhiều. 17 thúc vàng đen này, 31 đá đĩa tẩy này anh em. Nhắc đĩa tẩy nhớ như con hàng này chưa tẩy nội tại được cho Ray này. Mình hôm nay mình sẽ tẩy thử phá nội tại cho Ray xem sao anh em. Hôm nay sẽ đi tìm cái nội tại cho cháu Ray Kara. Rồi, tuyệt vời anh em, có luôn nội tại cho Ray rồi. Rồi, đây là một phát để quyết định thêm được bao nhiêu lượt chiến đây. Thế là một tí thôi anh em, không sao. Thì anh em về kiếm thì tẩy lên sau nha. Đó. Mình phải công nhận không, cái này mình anh em không biết nhưng thực ra mình tẩy nội tại cho dây rất là hay nha. Mình thấy mình tẩy nội tại cho dây cho anh em rất là hay ra lắm. Nhiều bạn tối cả đống đĩa không ra chứ mình tẩy một tí là ra à. Đó, Ray này có nội tại đâu anh em, hộ có chưa, hộ chưa có à. Chưa có thì mình tẩy cho có luôn anh em. Đó, kiếm cái nội tại cho cháu hộ luôn. Đâu rồi, nội tại đâu. Để bạn chủ ạc mới về sẽ tải thêm anh em. Mình chuẩn bị tải đến đây thôi. Đấy, còn nội tải chưa ra đây, thằng 10 vé đây anh em về tải nhá. Đấy, quá tuyệt vời luôn rồi. Chắc là còn cho nó được không? Quên mất. Vài cá điên gà này. Quá trời bé còn đang cần tải nội tải luôn. Anh em về tranh thủ mà tải. Đấy. Team bề ngoài các kiểu đây anh em. Đó, bộ 3 team các kiểu anh em thích. Đấy, tha hồ về chơi về nâng cấp. Rất là nhiều bạn thích team bay này. Mình bữa nay hay tìm mấy ạc có team bay để làm event. Đó, làm event cho anh em chơi đó thì anh em tham gia vui vẻ nhé. Thấp 12k sắp rồi, anh em lái xe mạnh tay vào. Xe nào nâng cấp vòng tay Z phát, bởi vì mình vừa mới mở một đống quà của đá Mega anh em. Đi nâng cấp coi. À, không. Đây cũng ui. Còn chưa nâng anh em, tháo lực chiến này.
Đó, anh em có thể nâng cấp rất là nhiều chỗ nha, rất là nhiều chỗ tha hồ nâng cấp được chuyện Rostrum này. Đây con hạc này, hạc còn nhiều cái để anh em có thể nâng cấp thêm một chuyện cho cháu nó lắm. Đó, anh em tranh thủ thời gian nâng thôi. Cái nào? Thầy. Ui, cái này tha hồ anh em. Đây, mọi người tha hồ ghép lên này. Ui có mà đây. À mà thiếu cái này anh em, thiếu lực rô tôm. Cái này anh em đi từ lên cũng được. Đó. Quá trời luôn nhá. Ok, cái clip giải trí nhảm nhí. À quên, cái clip giải trí dự dán của mình kết thúc đây thôi. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên like và share nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.